Xin chào anh chú các bác, em là Hoàng Phương ống nhòm đây. Nay Phương ống nhòm sẽ đi một video sản phẩm của con ống nhòm Sơn Tu HD chống nước 100%. Phiên bản này Sơn Tu hình con cá mập anh em này, một chiếc hàng mới. Nay em sẽ bóc hộp ra và sẽ để mức giá siêu cực kỳ ngon cho anh chú các bác. Mở hộp ra sẽ dùng một cái dây đeo của ống nhòm này và được tặng kèm thêm một cái quyển sổ bảo hành và có mã QR của Sơn Tu 142. Một ống nhòm hàng mới 100%. Đây các bác này, một tá sẽ được tặng kèm thêm một cái túi đựng và sẽ còn gồm dây đeo cho anh em và hộp mới 100% nghe thưa ông nhé. Đây em cho em xem qua này, cực kỳ ok, một con hàng mới này 142 MC. Khi anh em nhận được hàng sẽ gồm đầy đủ các giấy tờ bảo hành cho anh em quý bác nhé. Nên em siêu cho anh em mức giá con này cực kỳ ngon, tặng kèm thêm một cái khăn lau của Sơn Tu, Sơn Tu Bedroom, xin lỗi cho anh em Sơn Tu HD chống nước anh em nhé. Chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, con này anh em săn nóng rất là hiệu quả anh em này, con này được cực kỳ ok và anh em đặt rất là nhiều. Em vẫn đang bán mức giá là 1.500.000 đồng, tôi đây bớt cho anh em nào nghỉ dịp lễ 30/4 anh em nhá, mức giá sale ngon nhất cho anh em luôn, mức giá chỉ có 1.400.000 các bác nhá, 1.400.000 trước với mức giá này, 1.400.000 này chỉ có dành cho anh em 10 anh em đầu tiên anh em nhá, 10 anh em đầu tiên thôi, mức giá là 1.400.000, kính phủ xanh 142, con này là đầy đủ giấy tờ bảo hành anh em nhá, sẽ được bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương, sẽ gồm đầy đủ giấy tờ bảo hành, anh em giữ lại cho em Phương các bác nhá, giấy tờ bảo hành là số hàng Phương, bảo hành 2 năm cho em thử ông. Mức giá sale chỉ có 1.400.000, bảo hành 2 năm, giấy tờ bảo hành đầy đủ cho anh em và bao ship, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. Tại số hàng Phương các bác này cực kỳ ok anh em thấy không nhá. Mức giá cực kỳ ngon, chiếc này chiếc là bên trong sẽ có thiết kế bằng các hợp kim bên trong rất là chắc chắn và bên ngoài sẽ bọc lớp da sờn anh em nhá. Bọc lớp da sờn cầm rất là đầm tay cho anh em. Thiết kế của nó chỉ gần cái bằng lòng bàn tay của em Phương ống nhòm đấy các bác nhá. Con này kính 142 Sơn Tu 304 feet, kính phủ xanh anh em này, rất trơn tru anh em thử ông nhá. Sẽ có cái diode chỉnh cận loại anh em này, diode chỉnh cận loại cho anh em các bác này, rất ok cho anh em thử ông nhá, cực kỳ ok. Em siêu mức còn chỉ có 10 anh em đầu tiên duy nhất, mức giá là 1.400.000, chưa vượt mức giá này các bác nhá. Em toàn bán toàn 1.500.000, 1.600.000 rồi. Đây em để cho anh mức giá cực kỳ ngon, xả kho 304 cho anh em, mức giá chỉ có 1.400.000 bao ship của anh em. Đặc biệt con này là chống nước 100% anh em nhá, phủ kính BK4 này, chống nước IP7 cho em thợ ong luôn các bác nhá. Đặc biệt phải chống nước 100%. Đầy đủ các quai đeo để anh em đeo ống nhòm, dây đeo để cho anh em và các túi đựng về ống nhòm các bác thợ ong yên tâm cho anh em nhá. Giá cả ngon, mức giá chỉ có 1.400.000 anh em nhá, bao ship 7.500. Bên trong sẽ bơm khí nitơ điều hòa mát cho anh em săn ong rất là hiệu quả và nhìn rất là không bị chói anh em nhá, đặc biệt không bị chói. Anh em yên tâm cho em. Rất là dễ dùng, cô mát của nó cực kỳ to anh em nhìn rất là ok con này. Diode chỉnh cận loại cho anh em thử ong. 142 Sơn Tu, con này thiết kế cực kỳ ok, một cái diode chỉnh cận loại và diode chỉnh nét cho anh em này, 142 Sơn Tu. Anh em dùng anh em bẻ thân cho nó vừa mát cho em Phương các bác nhá. Con này rất là dễ dùng anh em, săn ong rất là hiệu quả để tăng đối tối đa để anh em đi săn ong rất là nhẹ, đi săn ong ok hơn, rất là ok rồi, đảm bảo cho anh em thử ong mới nhá. Diode chỉnh cận loại cho anh em. Đây anh em này, rất là ok. Và thiết kế của nó là thiết kế của nó cực kỳ đẹp và cực kỳ nét cho anh em luôn. Anh em nào mà có tài chính yếu và tài chính chưa đủ để chơi con dòng cao thì anh em và mới tập chơi săn ong thì anh em nên chọn những con mẫu này. Mức giá rất là hợp lý cho anh em tập chơi săn ong để anh em đi săn ong cho nó hiệu quả hơn các bác nhá. Mới chỉ có 1.400.000 bao ship bỏ hành 2 năm cho anh Phương, chỉ sale 10 anh em duy nhất các bác nhá. Anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương, bao ship tận nhà. Để giấy tờ bảo hành cho em các chú bác nhá. Chỉ có 1.400.000 thôi, chỉ có dành cho 10 anh em đầu tiên duy nhất. Sau khi hết 10 đơn em sẽ trở về giá cũ này các bác nhá, trở về giá cũ mức giá cực kỳ ok đấy các bác. Mức giá cũ cũng rất hợp lý cho anh em rồi. Nay vì sale xả kho cho anh em là 1.400.000, 10 anh em duy nhất, 10 con này các bác nhá. Các bác đặt hàng trước này thì cứ gọi Zalo cho em Phương, con đường hotline Zalo 0968889932. Em sẽ có gọi cho em, sẽ tư vấn, em sẽ tư vấn và đặt hàng để anh em ship cho anh em các bác nhá. Các đặt hàng trước này cứ gọi Zalo cho em Phương các bác nhá, gọi Zalo sớm nhất cho em Phương các bác nhá. Các đặt hàng thì gọi cho em. Cảm ơn các bạn xem video của em Phương. Xin cảm ơn các bạn nghe.